mưa thôi. Đây nhá, xét từ cái bọn nó sẽ chạy từ đường này này thì mình sẽ xét từ đường này luôn. Đấy, từ từ. Điểm ra đâu ấy nhỉ? Đây đây đây. Đây. Cẩn thận không mình về xử đấy. 26 giây, mười mấy giây là phải ra. Đấy, mọi người đặt ở đấy nó đi. Đây tôi đặt ở nhớ vigilant lên đấy. Đặt ở chỗ này nhá. Đặt nhiều. Không, có vigilant nó không cần phải báo đặt ở đâu đâu. Tôi không có. Ủa sao không phải đặt ở đây? Tôi đặt đấy hả? Ừ, tôi... Có vigilant đó. Không có. Không có mà ông đòi chơi vậy. Thật luôn. Không có thì ông về, ông về đi. Tôi không đặt ở đây nhỉ? À đây. Cẩn thận lại về đấy. Ừ, nhưng mà sao tôi không đặt được lên nhỉ? Ở đây nó vướng cái đéo gì vậy? Nào cũng đặt được đâu. Đéo hiểu. Không có, đỏ chơi, ra khỏi tim nghe. Tôi nhìn được mà. Ok, 16 giây rồi lùi ra đi. Lùi ra đi mọi người, lùi ra đi. 16 giây không lùi. 16 ê, đặt tôi bốc, tôi đặt tôi bốc ra này. Đợi kia 10, sao lại 19, 8, 7 cái này. Đây đây, đặt tôn bốc ở đây này. Đặt tôn... Tôi đặt tôn bốc. Thôi đặt đây đi, đặt đây đi, đặt đây. Chỗ nào kín kín mà không bọn nó biết mình chơi trò bẩn thỉu đấy. Này ra đây, ra đây. Bọn danh thấp thì bọn nó ngu không biết đâu. Tớ, tớ đang lấy nhá. Vừa đi vừa check nhìn đấy chứ. Ừ. Đắm mèo mà mấy người. Không, hay là người cần nhìn ấy. Tô có vigilant, tôi đéo còn nhìn. Ê, ra đây, ra đây. Tôi có vigilant, tôi chạy đi tí đắm vào. Ồ. Đặt đi. Trời, chán đời. Đập mà. Đấy, lúc thế đi. Đấy, tôi đặt ôi, tiếp này. Ôi, tôi toàn bẫy con sen ạ. Tôi đặt tiếp này. Ok, bọn nó bắn nhau ngầu quá. Đấy, tôi đặt bọn... thêm này, tôi đặt thêm này. Ồ, ừ, đây đây. Châu. Rồi. Hết chưa, hết chưa? Hết rồi, hết rồi. Ông mạnh, ôi, mình quay đi, nhó hiểu. Tôi thử. Đang mặt mà, chứ mà. Đây. Còn tiền ấy mạnh ạ, à. Tiền ấy. Bọn nó chó kìa, bọn kích chó kìa. Từ từ. Không, chó gì. Nó không biết không? 12 giây cả, ra đi cả. Không, 12 giây gì, okay. Tôi không bị. Đang tính cái đặt đâu nhỏ chuẩn. Ê, tôi còn thừa hai con sen nhá, có ai thừa bẫy độc thì bảo tôi. Tôi ôi, đặt giữa đường đấy mày. Lộ thế. Lộ thế. Đặt tới đấy. Đặt tôi bộ khỏi gì gì à chứ. Bọn đứng đây đi ra đây đấy. Bọn nó đi qua đây. Đặt lộ quá, kiểu bọn nhìn từ xa bọn nó nhìn được thì bọn nó sợ. Đây này, ví dụ đi từ đây ra nhá, đi từ chỗ tôi ra là nhìn thấy bẫy luôn này. Đâu, thế đặt đâu? Đây này, đặt chỗ tôi đây này. Mấy cái cỏ ở đây, chỗ này á. Ừ, đặt đi. Xa ấy quá không? Đây, 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 không, không, không xa đâu. Đây, tôi hết sạch rồi nhá. Rồi, một cặp một. Ờ, đâu nữa nhỉ? Trên này đi, trên núi có ai đặt chưa? Trên chưa, núi chưa. Đặt đâu? Chắc là đặt được một cái trên núi cho nó... Bọn nó hay trèo núi rồi. Mà núi thì hơi khó. Có bẫy độc không? Hết rồi, tôi hết sạch đấy. Tôi đi làm mé mé nhà bot đây. Tôi đặt thêm cái trên núi thôi, hết rồi. Rồi, hết, tôi cũng hết rồi. Được rồi. Cẩn thận nhá, lắm rồi. Không không, tôi có vigilant mà, tôi vigilant liên tục mà. Rồi, giờ kế hoạch đi lùa bọn nó từ kia thôi, nhưng mà đứng xa vào. Không nên thu lại cái bẫy giữa đường này của tôi nhỉ? Cái nào mà lộ thì ông đừng để. Mẹ nãy ông mạnh không đi vào nhà boss, giờ đéo biết boss ở đâu. Không, biết. Ôi mấy cái giữa đường này ông thu lại đi. Đấy. Nó lộ đấy. Cực luôn ấy. Sẽ đặt đây nhá, đặt chỗ này này. Không mà lộ thật. Cái đoạn này hơi lộ một tí, cái đoạn đi qua tảng đá này. Thôi để tôi đặt lại. Đâu, 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 đâu. Không, đoạn đi qua tảng đá này thì nó rộng hết rồi. Thôi, cứ chỗ ấy để lại, chỗ ấy để lại đi, chỗ ấy để lại đi, chỗ ấy được không? Bọn nó cũng không để ý đâu. Bọn rắm, trừ khi nó rắm một lần ngoài kia rồi, mà nó mới bắt đầu để ý. Thôi, được rồi, đi, đi, đi. Chồng. Cẩn thận đấy mày nhá. Cái đường tôi đi nhiều bẫy lắm mày. Tôi lo lắm, không có vigilant.
Đây, tôi có đồng quang À, cho phải cái luôn. bụi rậm mà tôi tránh. Yên tâm. Chuyên gia dập vẫy, ôi, nhà bót nổ kinh. Bọn nó bắn nhau nãy giờ rồi. Hiểu hiểu không ạ, chơi hẹn mặt này tôi không quen, cần cù bù tôi thông phải minh. bắn nhau, tôi muốn bắn nhau. À, Mình đá map đính rồi, Cho bọn mình nó đá không map nào thấy về bọn nó đấy, chạy thì mình bắt đầu chạy. bọn nó không Ủa? về đấy mà lại lao vào đây nào. Không, ý là bảo bộ Không, thì nếu thế mình mới mà bắn tính. dạ cho nó sợ chứ ngồi Bây giờ lì. nếu mà cảm thấy bọn nó không không công ra ấy, bọn nó cứ ngồi trong nhà thì mình đi xa hẳn ra để cho bọn nó không trách được luôn. Thằng gục quỷ kìa. Bọn nó tưởng là mình đi đâu thì bọn nó sẽ chạy thôi. Ở đây là vẫn trách được đấy nhá. Để Cần qua tôi cần nó cái check để nó biết mình ở đây, mình còn né chứ nó né. Coi được tao thì né mà tao ra chẳng khác. đây đứng đấy được mà thằng đứng chết ra đường hướng này là được rồi. Tôi. À, không biết. Tiếng không biết. Nhưng mà cũng cẩn thận đằng sau nữa, mới bọn nó bắn đi được 70 thôi. Tôi nghĩ nên xa hơn tí nữa. Thôi nhai rồi, nhai để bọn nó còn check nó Này biết được mình ở rồi. đây. Để nó còn tránh cái hướng này. Tí nữa để cho nó check một lần Anh nữa, Diệt mình tôi trừ mấy thằng rồi. Nãy tôi nghe này, hai tên nãy tôi gục. nghe ba thằng, nãy tôi nghe Tôi ba thằng Loki rồi nhé. tiêu bình chứ. Hèn Tao là vua hèn. Ui, tiếng súng. Tôi tiếng gì? nó bắn trong nhà thôi, nó không bắn ở đây đâu. Cái tổn ngưỡng ấy chân Ở tay lắm rồi đấy. Ông nó ra mà bắn nhau thì ấy ông mà. pick đi, ông cứ pick đi, pick được nhưng mà Ông như không súng đẻo không quá, có mỗi nào gần nữa. chịu. Bảo ông Đây cầm có súng hai bắn thằng vừa xa chạy đi, đây, cứ có cứ chạy bắn đây đi, đi, hai thằng vừa chạy đây, tôi chạy nó đi, chết đi mạnh ơi, chết trước khi nó ra được bẫy đây. Mẹ. mạnh bắn giảm thanh Tôi bắn khổ. thằng Thanh. À. Nhưng mà nó Thôi, tôi bắn nó phát bắn rồi. Tôi bắn nó phát rồi nó bà cho lấy ơi. ba tỷ à? Còn đang Nó bắn chưa nhau, lấy đang được loạn, đấy. đang loạn. Tiết kiệm Không mạng. lấy đi, có thằng nào mẹ vị lấy đấy, nó lấy từ xa đấy. Thôi mình Đây, ra lùi ra ngay phía ở này một đây tí, là lùi ra phía này một tí. không không nhìn được. Chưa thằng lấy Ở bao đây tí. thì khả năng bọn nó vẫn check được, phải tít ở đây không, mình không check được. Tí bọn lấy bao tí là xong, xong nó check, xong mình sẽ lùi lại. Còn nó công là một mà thằng. bắn nhau lại có tiếng gục này không? Hy vọng bọn này nó yếu ấy, nó Đây. không dám công ấy, nó chạy luôn ấy. Thứ nhất là thế, thứ hai là bọn nó kiểu toàn súng bắn gần thì phải, tôi thấy toàn pháo binh với lại cái đéo gì không ấy muốn ra solo đâu. Bọn nó thấy mình đứng xa thường bọn nó sẽ nghĩ là sniper đúng không, mà chẳng ai muốn ra đấu với bọn sniper đâu. Yếu ai em Tôi ra ăn bao đùng giờ vật. bọn nó quét rồi đấy, bọn nó quét rồi đấy. Bọn nó sẽ quét rồi đấy. Gần nhau phết đấy. Thôi lùi đi, Thôi, lùi đi. ra đi. Lùi 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 ra đây. Lùi xa xa thì lùi qua cái cầu ấy đi, qua cái cầu ấy. Tầm này xong quét là Hẳn được. không cần đâu, không cần phải Qua quá cầu nó hơi nước ấy, khó đi. Cứ qua Có cầu. mỗi cái cầu. Nhưng mà tí tí Không nữa qua mình cầu chạy, gì. tí bọn nó chạy thì mình mới đuổi mà. Bọn chắc chắn nó sẽ chạy sát tới, lúc ấy thì mình đuổi. Nó phải và kịp. Để xem đã, để Từ từ từ, từ chắc từ từ, đám chắc từ chắc từ, chắc từ. Vì anh đứng đấy tí nó công ra ông nó bắn luôn đấy. Đứng xa xa nó một tí thì bọn nó sẽ không dám công. Đứng xa xa nào một tí nó sẽ nghĩ mình cầm sniper. Vừa rồi có một thằng bị tôi bắn một khẩu làm thanh thì chắc chắn nó sẽ nghĩ là bọn này đang sniper làm thanh đứng ngoài. Còn chết rồi. Chưa thấy bọn nó có dấu hiệu gì là di chuyển cả. Đang lút. Chắc đang lút rồi. Vẫn đang bắn nhau nhưng mà Đâu, đang lút. đâu. Tìm mình đây, tôi sẽ tạm mấy con zombie cho đỡ buồn. Chưa thấy bọn nó di chuyển. Tôi nghĩ bọn nó bắn nhau căng thế chắc là ba team đấy,
Chứ tầm này mà mới có team đến thì hơi. Bọn nó vừa di chuyển thế. Khi nào bọn nó bắt đầu có xu hướng đi thì mình mới đi. Phải cách xa một cao tăng à, con tăng thì đi. Nó đang Tôi thấy bọn nó hơi đi đi ấy sao ấy, đang không, đi nó đi đang rồi ấy. tách nhau ra rồi. Không, đang dần lúc ấy ở trên này. Đấy. Đúng Giờ rồi thấy chúng nhá dưới đúng đấy. không? Đấy, thấy chưa? Ê, Nhá từ dưới đầu. kìa. Ờ bắt đầu đi rồi, đi rồi đấy, đi rồi đấy. Bắt Ờ đầu đi mình rồi, quay đi ra rồi. rồi. Đi đâu? Chờ đợi nó quay lại cái game ấy. Cứ Ờ. cách cách xa tí. Ừ. Đâu. Tôi nghĩ là đứng xa này chắc chắn là nãy bọn nó đã quét một vòng rồi mà nó Ừ, không thấy. bọn nó check mình rồi. Không, có khoảng khoảng cách như vẫn thấy nhưng mà Không, cái lần cuối bọn nó bắn nhau nó chạy xong thẳng, cơ. nó chạy thẳng rồi, nó chạy thẳng rồi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi. Ngon. Đây 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 đây. Mà thành sướng khoái. Quan trọng là bẫy mình nó có rắm không, vấn đề đó. Vấn đề là có rắm bẫy không đó. Hình như mình đuổi hơi muộn tí. Không sao, không sao, không sao. Ra đấy thì bọn nó sẽ rắm bẫy thì bọn nó sẽ không về được đâu. Chủ yếu là giữ nó Không lại có thì nó đi vẫn đường quanh. Ủa, mẹ ngựa kìa. Ngựa ăn hết chỗ ngựa khác. nhau tầm này bắn luôn mày Tôi không phải chết kìa, đi. không chết. Ngựa càng khiến bọn nó cuống bọn nó càng chạy nhanh hơn mà. Bọn càng chạy nhanh hơn thì bọn nó càng ít chú ý đến bẫy. Không Bọn biết nó có gần điểm phát rồi ấy. bọn nó biết có người đuổi thì bọn nó sẽ càng càng ít chú ý đến Ủa. bẫy. Bọn nó xả đạn đấy sao ấy? Không. Mẹ hay nó ra để an toàn nó đứng vùng giữa. Có thằng tính à? Dính bẫy. Có nhìn từ xa tôi thấy có thằng dính. Kìa, tôi thấy nó. Trước mặt. Nó đứng ngay trên cái mỏm núi. Rồi khó quá. Xong xong cái này, xong cái này. Trúng viên. Rồi. Cung một. Cẩn thận tự dẫm bẫy mình nhá. Không không, không tự đâu. Tá này thì Bọn nó phải ném chốc mà nên là chứng tỏ là ô có xác ở đây này. có thằng tạm ít chết mà. Ừ, Không tiến lên luôn nhé, xem đã ừ, hết chắc chưa nhé. còn một thằng ấy, còn có một thằng chết nó đánh ấy. Ở rơi ba tỷ rồi này. Ở đấy Rơi có bao hai nhiêu rơi ba tỷ rồi, nhặt nhặt cái quả nhé. rồi? Còn một, sau này thôi. Để Không, vậy quá vậy quá. Công luôn nhé, công thằng cuối này nhé. Ừ, Ôi nhưng cẩn mà thận giúp đấy mình. Đi đi đi. ở đây đấy, tôi ở khu. Ôi thì mẹ tôi đang ho. Nó bắn tôi. Cẩn thận trên núi có mấy, trên núi có mấy nhá, trên Tôi núi có biết, mấy tôi nhá. nhìn nhau. Ông bây giờ để đặt không ạ? Ừ, bọn tôi có vigilance. Nó vẫn ở sau chỗ này nhé, sau. Đây đây đây. Hình như chết Yếu chưa, yếu chết chưa. yếu 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 thôi yếu thôi yếu. Ôi cẩn thận dâm bẫy trong đấy đấy mày. Ô cái gì Có bẫy. Mạnh ơi. Không sao đâu. Mạnh ơi là mạnh rồi. Chết. Ở nhưng mà tôi đang đếm tay rồi, tôi đang đếm tay rồi. Có xuống đây rồi không? Ra đi. Cũng được, xuống thôi. Không, không đây đâu. Ô kìa. Bịt mẹ. Thì anh rồi, đấy. Không có gì. Không có đấy. Đi vào đây, đi nghe, vào đây. Tôi đang bắn đằng kia. Từ từ, tí thì có. Anh ra chưa? Rồi. Ra rồi, hết rồi, ra hết rồi. Từ từ nhá. Để tôi xem Không chỗ muốn đặt nào có ở thể trên đặt. nữa một chút nữa. Ui, mọi người đặt kín quá này. Tôi thấy chẳng có nào có đặt Đây này, bên này này, bên này này. Hộp bên này này. À không, hộp bên này. Không phải đặt dịch dịch ra đây tí nữa này. Đây, tôi đặt phát đây. Tôi Có ai làm điểm bot đây. dư con sen không? Ai bị dư con sen không? Không, Không. tôi mỗi thứ hai cái không như thế nào. Không biết là Tôi như bị thế nào. ai thật. Ôi, Sao đây ai đặt cho ở mẹ. đây Điểm bẫy không phải combo à? Hay sao mà lại bẫy hai cái kiểu kiểu gì này? Sao không đặt hai cái sát nhau thì bọn nó mới một mới chết luôn chứ. Không đặt kiểu Biết. hai Tôi chỗ không này đặt đấy. đấy. Tôi không đặt chỗ đấy. Khác nhau Đấy, đặt chỗ cái này gì đây. này Thôi rồi, tôi bật cái con không thèm tỉnh đây. lại tí sao đâu
Ông phải hiểu không phải lúc nào nó cũng phải sẽ dẫm mà cả hai cái bẫy cùng lúc, hiểu không? Sẽ có lúc dẫm bẫy này bẫy kia, thì một cái này Điên không à? nó chạy. Mấy cái điểm kia phải lên lùa sớm đi mọi người ạ. Mẹ đúng giữa map. Tôi đây, muốn đây, chạy ra nhanh, chạy ra, chạy nhanh, chạy nhanh. Ở đây còn mấy cái tung bóc chưa lấy ấy. Ai ừ, sao lại không lấy này? Đây, tôi lấy nốt. Để mẹ được cái em bom, còn... lấy được một cái bom độc cay chứ. Hết chưa? Chưa, tôi vẫn còn ba cái bẫy nữa. Nếu mà dư con sen thì ông đặt đây nhé. Tôi dư độc. Chỗ cái bẫy này này. Để dư độc thì tôi cũng dư độc. Thôi được, kệ đi. Hai độc luôn, thôi đi. Boss có phải ở lock bay ạ, cũng gần healing thật. Đi đi lùa sớm thôi Mạnh ơi. Đấy tôi đang đặt tốt thế này. Nó chưa bắn ít mà, thoải mái. Nó còn chưa bắn ít mà. Hôm nãy thấy bắn nhau kinh thôi. Bọn nó bắn nhau trên đường thôi. Không biết liệu có dính không. Tại vì nếu mà bọn nó đi cái đường này thì nói chung mình phải đuổi sát bọn nếu, nó đấy, nếu, tại bọn nếu nó bọn nó bọn này em chơi kiểu mẹ chạy đúng đường giữa đường không không chạy bụi cỏ chịu ấy. Không nhưng mà không, ý nhưng bọn nó sẽ nghĩ là kiểu chạy giữa đường sẽ bị lộ đầu ấy nên tôi nghĩ bọn nó sẽ chạy cỏ. Không, với lại là mình đuổi đến nơi là bọn nó sẽ phải núp sang hai bên. Không cần phải ý thế đâu, nhưng mà ý là thấy mình phải đuổi sát một chút, đuổi sát một chút. Nhưng mà tôi thấy boss chưa bắn nít nhá. Lâu như thế rồi. Từ tuyên truyền hoặc và lại eo lên rồi hai bên đường eo lên phát hai bên đường đúng kiểu sáng rực. Thôi ra ra Daro ấy cho gần. Chỗ này hơi xa quá, hơi xa quá. Chỗ nào mà đừng có cách bờ sông mà cái gì chạy mệt á. Không, Lock Bay nghe tên là biết nó giữa sông rồi không? Nó là cái cảng mà. Vịnh, vịnh Hạ Long. Ông Mạnh đi sâu thế. Bố nó chạy kìa, bố nó chạy kìa. Ngon. Đuổi. Ừ. Ngon. Không có một thằng kìa. Đâu hai. Ok, đi đi đi. Nhanh. Thôi nhanh. Bố nó có rồi. Hóa ra bọn nó bắn zombie ạ. Đi đi. Hơi xa. Mẹ em. Thôi được rồi. Chơi được nước quá. Đạch nó ơi, đây là cái cạn giữa xung quanh cả nước mà. Mà cẩn thận, cứ chắc lấy hết người đâu. Ừ không sao, cứ chạy đi, cứ chạy đi. Ai đụng cái gì? À cái đấy. Không sao, con sen thôi. Không, cũng gần lắm. Chỗ không ạ, mình cúc vẫn ngắm. Thoải mái, ngắm ok, kích thoải mái. Ừ. Không, nó biết là có lời gì. Nó bắn này. Không. Nó không bắn được mình đâu. Bắn mình thì không bắn được rồi. Nhưng mà có vẻ của nó đi chậm lại ấy. Hay là nó muốn bắn nào. Ừ. Mấy cũng đừng đuổi gần quá. Đừng đuổi gần quá. Bọn nó xứng lại bắn. Không. Bọn nó đi xéo ra một chút rồi. Thấy bọn nó có vẻ hơi chậm lại. Mình bắt cần kịp thôi. Mình đuổi nhanh hơn mà. Không một tí mà. Còn nó phải vừa đi vừa thiết toàn được mạnh quét. Vừa đi vừa giết quái không vừa quét nữa. Đây, thế này là được rồi. Cứ đi. Hay có khi nào team này là team bắn đấy, sợ mình lại chơi. À không, một tên khác. Bắt lại. Ê, bắn được đấy, bọn nó bắn được từ đây đấy. Cứ lùi lại một chút đi. Nó bắn kiểu bắn người ấy. Bắn zom thôi, bắn zom thôi, không phải đâu. Tiếp. Đẹp rồi, tiếp đi. Mình cứ giữ khoảng cách một chút là được. Sao tiếng không, hình như cũng có một team đuổi của nó. Vừa đuổi vừa bắn. Ngon, rất là nhiều bạn. Thế càng tốt. Càng nhiều bạn. Khoan từ, nhưng mà cái team đấy gần đây hơn đấy. Cái team bắn kia khá gần đây nhá. Bởi vì tôi nhìn tí tiếng súng không phải tiếng súng của bọn đang chạy. Ừ. Bọn bọn kia đứng lại nó bắt hình. Không, bọn đằng sau thì bọn đã tập trung cũng kia. Có thể tôi cũng không chắc nhưng mà khả năng thế đấy. Đó cứ đuổi đi. Cứ đuổi thôi. Qua sông là được rồi. Không, tiếng bắn đều như này thì khả năng là bắn zone thôi.
bắn người của nó sẽ nếu bắn người mà trả đam cơ, bắn người thì phải bắn lại chứ, coi bắn đi bắn lại chứ. Bắn này bắn tí à. Với cả bắn người thì bọn nó sẽ núp bắn luôn ở đây, đuổi gần như vậy không thể chạy tiếp được đâu. Xem là kết quả sẽ như nào. Nó chưa điểm boss đâu. Còn cách sao hơi xa một chút. Nhưng mà cũng gần rồi, đây rồi. Nó dừng lại sao ấy? Nó dừng lại. Đi. Tiến lên đi. Tớ. Nó đang chạy đang rìa map thôi, chạy rìa ấy. Nó dừng lại, mình cũng dừng. Nó dừng lại, mình cũng dừng, mình đừng tiếp cận nó quá. Mình cứ giữ khoảng cách thôi. Đừng để nó bắn nó. Sao bọn lại chạy ra cái gì ở đấy nhở? Nó sợ đụng, mình chạy cái hướng ấy, lúc ấy là cắt mặt của nó mà. Nó sợ bị cắt mặt. Gần lắm rồi nha, từng một cẩn thận, thay này. Đừng tiến lên, tiến lên là đụng ấy. Nó đứng yên đấy, nó đứng yên luôn đấy. Nó đứng lại rồi, không đi nó đứng lại đợi rồi. Nó đứng trên cái đỉnh núi cao ấy. Ê, hình như nó biết bẫy rồi sao ấy. Không. Xa này sao biết được. Nó còn xa điểm bẫy lắm, nó xa điểm thoát lắm. Nó đứng lại bởi vì nó thấy mình đứng gần rồi đấy. Nó thấy mình đứng gần mà. Mình lùi lại đi. Mình đứng gần quá mà mình còn là hướng cắt mặt nó nữa. Nên là nó phải đứng lại. Cái hướng chạy lúc đấy của mình là cắt mặt nó mà. Lùi lại chút đi. Mấy kẻ nó cầm bao ti, tôi nghĩ nó không chạy, có cắt bẫy đâu. Một thằng này chạy rồi. Hai thằng cũng chạy rồi đấy. Nó lại chạy tiếp rồi. Nó thấy mình không công nên nó lại chạy tiếp rồi. Đi thôi. Ôi, bắn vào thanh. Sniper. Thôi được rồi. Quay đi, nó bắn lại lửa. Hết từ từ ạ. Sniper. Đứng lại đi, đợi. Nào, đợi bọn nó chạy tiếp lại đây này. Bọn nó đến đi, tiếp rồi, lên đi. Đi hướng ông Mạnh với tôi kín này, ông bà Thanh đi hướng hơi hở quá. Bọn nó ra điểm thoát thế nhở? Ra rồi đấy ông ơi. Ra đi, nhanh, bọn nó đây, bẫy rồi đấy. Sẵn rồi là phải ấy luôn đấy, không phải cứu được, bọn nó ném chốc là cứu được đấy. Cục còn khá nhiều bẫy. Rồi thì chưa tiếp. Đâu, bao ti đâu. Tôi có serpent. Lấy đi. Tôi đang lấy. Mạnh cẩn thận nhá. Nó sniper đấy, nó bắn xa cục. Chết kìa. Hết luôn. Chết hết rồi. Lím. Hay là bọn nó chạy ra xa nhỉ? Từ rồi. Ở đây, một thằng đây. Xa. Ơi, đấy. Sao bẫy à? Đây, cái bẫy này này. Bẫy sau xe tôi đặt này. Khổ. Tôi đặt đi. Mẹ, tôi biết ngay, tôi bảo bọn nó sẽ kiểu nấp ở đây, bọn nó hồi máu mà. Cả thành niên. Thôi đi ra ngoài, tí để tôi lút xác cái. Đây. Khổ thân đấy, thành niên. Chắc là cũng không ngờ được kết quả này. Mà hai đứa thế à? Còn đứa nào không nhỉ? Không biết. Thì nó lấy dọc cả đường này, khổ nó chịu nữa. Không. Đâu ấy nhỉ? Còn ai đấy nhỉ? Không biết đâu. Thành đây, một cái nghĩa tôi lút ba ti ở đây. Đây. Đâu đó quanh đây. Không, ngoài này. Chắc nữa là ở ngoài. Không có biết nét cũng hơi khổ. Đây. Cái chỗ có chốc. Đây này. Khoảng ấy. Đang tìm, không thấy. Ở đây. Một thằng. Hai thằng chưa, hai thằng đây luôn đấy. Không một thằng nữa đấy. Xem còn thằng nào đấy không? Có biết thấy hiệu. Để tôi bắn cùng nổ phá bẫy. Thôi, chắc. Ôi dồi, nghe lắm. Nghe cái này không chết, mới lạ. Bùng tứ lung tung lên, tôi đi ao đi ngoài. Đâu còn nào nữa nhở? Bảo biết tôi thấy ở đây có một đống súng mà. Hai đứa thôi. À đâu, không rồi. Hại nhiều rồi. Không chứ? Ôi giời ơi. Ngáo đầu vãi. Ôi giời ơi, ngáo thật sự. Đi tìm cháp của nó. Cháp của nó nào? Chém. À không, đi tìm. Renly 2 bây giờ. Thôi đi về.
Tôi về đi. Ở đây nguy hiểm quá. Ở đây có cái bẫy nha. Để tôi đập mấy cái bẫy mẹ. Tim mình còn dính nữa là tim nó. Thật. Đéo đỡ được. Là chết sợ. Ôi, cái lúc mà Huy Anh bắn, lúc Huy Anh bắn một kiểu tiếng nó còn chen với nhau ạ. Bọn này tưởng là cái team này nó hiền, rất đẹp lắm. Hiền thật, hiền, không cái hiền còn bật nữa.